qua mẹ mày cháy rồi. Sao không? Anh em của mày đến rồi. Anh em của mày đến rồi. Mẹ mày chết. Mày đồn. Cầm ghê à? Thả nó ra. Đi nhà tao đi ra. Tao đố thằng này. Đấy, mình đã hẹn hôm nay mình tóm được thằng chó này hôm mày nay. Tại sao bố mày? Mình đang đợi anh em của nó lên chuộc nhá. Hôm nay ấy. Hôm nay mà mày ấy, anh em mày không dạ mày xử lý đàng hoàng với tao. Thả mày ra. Mày biết tao tẩm cái gì ở đây rồi đấy. Mày thả bố mày ra đi. Có nhiều mày rác của bố mày. Mẹ mày cháy rồi. Thả ra không? Anh em của mày đến rồi. Anh em của mày đến rồi. Mẹ mày chết. Mày đồn. Tầm ghê à. Thả nó ra. Mẹ thả bố mày ra. Tao đố thằng nào đang vào đi. Này, tao đố thằng nào vào đi. Tao đố thằng nào vào đi. Hả? Đuổi vào rồi. Kìa thả ta. Tao nó thật bây giờ có thể tao rồi. Hôm nay ấy, bọn mày không xử đẹp tao, vụ em tao ấy. Thì chúng mày ấy, thằng nhà mày xác định, mày hiểu chưa? Thôi ăn cho anh bảo. Mà rồi, đi. Mày có biết là thằng em bố ấy ở dưới miền Nam về không? Bố mày không cần biết mày là tay của tao. Con nồn này thả thằng em ra ta. Này mày biết tao tẩm cái gì chưa? Này bịt con mấy thằng này sao? Làm sao? Làm sao? Làm sao? Tao đố thằng nào dám vào đây. Qua vào đây đi. Thôi này. Thôi anh em ơi. Anh em hôm nay tôi sẽ không muốn đánh nhau nữa. Có xăng ở đây. Hôm nay tao không muốn đánh nhau, hôm nay tao muốn thằng Long với Cối phải bồi thường cái thằng Dũng Trắng. Thả ra không? Lâm lô cái này mồm mày bây giờ. Mày phải chuyển cho tao 10 triệu để tao lo thằng em tao. Không thì con mẹ mày biết bố mày là ai rồi đấy. Mẹ là con tim rồi. Thằng mày ghét của bố mày, bố mày bắt đền cái gì không? Hả? À, đây là ai? Kiếm tiền ra đây đã. Tao lại là một thằng khác, hiểu chưa? Khác mày ra, mày đi, từ từ bố lâu ấy, cũng là chỉ là nhà muốn bắt con tin để lấy tiền để tiêu, bố không đi lồng này, lôi máy ra chuyển tao nghe 5 triệu, nay tao không muốn. Đéo tao chuyển luôn à? Mày động vào, bố mày chơi phải xăng không? Mày động vào, mày ngửi cái gì chưa? Tao đùa với mày à? Đưa tao tự ghi. Làm không được, tao khắc chuyển cho mày. Đưa tao tự ghi. Bà mẹ à. Tài khoản này nhiều tiền nhờ, 8 triệu gửi hết cho tao. Mày nha, hôm nay mày là anh Long mày có tiền nha. Mẹ mày thả tao. Đừng lố á. Đi không? Mày nhà tao wifi. Mày biết bố mày ai mày dám nhà mày trêu đùa với tử thần à hả? Con thằng chó này đó. Mày thả bố mày ra đi. Đây. Mày làm mày là được đấy. Còn đấy. Mày không xử đẹp ấy. Tao còn nhiều mà đi mẹ mấy thằng này đến phá nhà nó mới chuyển rồi đi thả nó ra. Đấy đưa anh em mày về đây. Đừng có làm cái chỗ này với tao. Hôm nay tao không muốn đánh nhau, chúng mày đi về, tao giải quyết em đẹp. Em đẹp thì muốn lấy đẹp với bố, em đẹp chỗ em bố mày nào. Xăng nó phát, thịt quá. Ừ, mày làm sao? Bây giờ mày có con tin gì ở đâu? Hả? Tao có tiền rồi, tao không muốn đánh nhau, mày hiểu chưa? Mày à, lấy lại tiền. Thằng này, em ở đâu mà mày đứng lên đấy? Cái gì cơ? Xuống. Tiền đấy. Em muốn lo hàng tay của mày không? Cái tiền đấy nó không là gì so với em tao nằm viện hiểu chưa? Cho nên chúng mày ngoan ngoãn đi về đi. Mà bây giờ bố mày chỉ là chuộc thằng Điền thôi, còn riêng cái mặt mày bố thằng đánh nhà Hoàng nên là bố mày không phải đền, mày hiểu chưa? Thôi để chưa? Bố mày tao cũng đánh nhau. Sao? Bỏ tay ra. Em hưng em vua. Vào đây. Thôi anh em đi vào đi. Kệ nó. Coi như là bố mày ấy, là bố mày bố trí chúng mày để cho chúng mày. Vâng, đủ đấy tiền cho em xin cho mày cái đầu của chúng mày ấy. Cái đẻ không? Cái đẻ không? Sao? Ôi, thôi đi. Thôi đi, cho nó đi về đi. Cho nó đi về. Em bố ở miền Nam lên giải quyết mà không được á. Mình đang cần tiền, hiểu chưa? Còn ấy, đánh nhau bây giờ không giải quyết được gì. Mình phải lo cho thằng em mình. Cái mặt bố này á. Mày nhớ ra cái tối mày mỗi đứa mày 8 triệu 300 nghìn.
Mày biết là mấy thằng em mày ấy, cái đầu của chúng nó ấy còn ngu hơn tao nhiều lắm. Mà nhìn này, này, bây giờ ấy chơi chiến thuật hết rồi, hiểu chưa? Còn anh em nhá, tuyên bố cả Thuần với anh nhá, thì mẹ gặp đàn em của đâu bắt về, mẹ bao nhiêu tiền nó moi hết. Ok em. Bất kỳ có loại nào luôn, nhất là em của chiến trắng và thân kia. Bây giờ em mình lên lo cho Hoàng đã. Bây giờ lên em có Facebook của bác sĩ rồi em chuyển là xong à. Còn tối nay anh em mình lên. Còn trên đấy em đang cho hai thằng canh ở bệnh viện rồi, không thằng nào dám vào đâu. Ok.